Xin chào các bạn đến với lại kênh Solve Mystery with Tarot của Huỳnh Kim Ngân. Hôm nay chúng ta sẽ làm về chủ đề ba người ha. Thì ở đây mình biết là có rất là nhiều bạn là đang vướng mắc phải cái tình huống này. Mình không quan trọng ai là người đến trước, ai là người đến sau, ai là người trong mối quan hệ chính thức hay là không phải chính thức. Mình chỉ biết những bạn đang coi video của mình, các bạn sẽ là người mà mình thấy là thân chủ của mình thì là cái người đang cần được xem, và cái người còn lại là cái người thứ ba ha. Không biết người còn lại là chính thức hay không chính thức, trước hay sau, người còn lại là người thứ ba. Và như bình thường thì mình sẽ xem riêng cho mỗi bên một bộ, nhưng mà hôm nay Ngân sẽ góp cái bộ riêng nữa là bộ Oracle để nói về cái tình trạng người đó nghĩ thế nào và có một cái xu hướng quyết định như thế nào trong mối quan hệ giữa bạn và họ ha. Rồi, hôm nay chúng ta có tụ 1, tụ 2, tụ 3. Mình sẽ zoom ra gần hơn để cho các bạn dễ thấy đá để chọn tụ nha. Rồi, ok. Các bạn có 5 tới 10 giây nghĩ đến cái vấn đề các bạn đang thắc mắc. Kiểu như là người đó thích tôi hơn hay thích người thứ ba hơn, người đó có xu hướng chọn tôi hơn hay chọn người thứ ba hơn. Và sau đó đến phần mô tả chọn tụ giúp Ngân. Phần mô tả nằm ở đâu? Các bạn thấy tên tiêu đề của video rồi đúng không? Bên tay phải có một cái mũi tên chỉ xuống, hoặc nếu như các bạn nào đang coi PC á, thì ở dưới nó sẽ có một cái chỗ ghi là hiển thị thêm á. Bạn nhấn vào chỗ đó hoặc là nhấn vào mũi tên nha, thì nó sẽ ra phần mô tả. Trong đó Ngân để chỗ chọn tụ đã đầy đủ thông tin luôn. Nếu các bạn muốn xem thêm nhiều video của Ngân nữa, có thể follow Ngân trên TikTok. Giờ đây TikTok Ngân cũng đăng rất là nhiều video. Và nếu như mà các bạn muốn đặt lịch xem riêng với Ngân về những cái chủ đề khó nói như thế này, hoặc là muốn xem sâu hơn, có thể liên hệ Ngân. Thứ nhất là qua Facebook cá nhân, không phải qua fanpage nha. Và thứ hai là Instagram. Ngân có thay Instagram mới rồi. Tại cái Instagram cũ nó không đồng bộ được với cái Facebook của Ngân á, nên Ngân đã tạo một cái Instagram mới để có thể đồng bộ được. Các bạn liên hệ qua Instagram mới giúp Ngân nha, và đặt lịch. Rồi, ok, không dài dòng nữa, Ngân sẽ đi vào các bạn tụ 1 ha. Hello, xin chào các bạn tụ 1 nha. Đầu tiên á, bình thường á là Ngân sẽ trải một bên bạn bên họ, nhưng bây giờ mình sẽ trải cho bạn riêng để nắm chắc đây là năng lượng của bạn. Và tiếp theo Ngân sẽ dùng bộ này để trải cho cái người kia, và cuối cùng sẽ dùng cái bộ thứ ba ha. Rồi, đang xem bài cho các bạn tụ 1, xem coi người mà các bạn tụ 1 đang nghĩ đến á, người này dành tình cảm như thế nào cho các bạn tụ 1 nha. Hai lá nữa, bổ sung dưới luôn nha. Okay. Các bạn có lá bay kiếm, chính kiếm, vua gậy, hanged man, chính cốc. Dưới bay kiếm là nữ hoàng cốc, dưới chính kiếm là bảy kiếm, dưới vua gậy là bay cốc, dưới hanged man là ace kiếm, dưới chính cốc là 8 kiếm ha. Nếu như mà hỏi người ta có tình cảm với bạn hay không, mình sẽ trả lời là có tình cảm nha. Ra nữ hoàng cốc có tình cảm, nhưng mà bạn có thể thấy được ở đây có cái sự giấu giếm rất là rõ khi ra bảy kiếm. Cảm giác giống như là cái tình cảm của họ dành cho bạn tuy là có, nhưng mà nó dừng lại ở cái mức độ là người ta muốn quan tâm theo dõi, hoặc là người ta muốn dừng nó ở cái mức độ hiện tại thôi. Người ta không có muốn process, giống như là phát triển nó tiến lên xa hơn nữa. Tại vì ở đây á, mình có cảm giác họ chưa thoải mái hoàn toàn với cái năng lượng giữa hai người. Khi ra chính kiếm, khi ra bay kiếm ha. Những cái lá về kiếm bạn cứ quan điểm thấy là một cái trải bài mà lên nhiều kiếm á, thì cái đối tượng đó suy nghĩ nhiều, mắc kẹt trong suy nghĩ, khó chịu. Lên cốc nhiều là người ta có tình cảm với mình. Ở đây vừa cốc vừa kiếm, và cái số lượng cốc với kiếm nó cũng xem mà kiếm nhiều hơn, 2 tới 5 lá kiếm lận. Thì cái người này á, tuy là có ý với bạn, nhưng mà người ta cảm thấy có thể đây vẫn chưa phải là một cái nguồn năng lượng thật sự phù hợp để mình có thể tiến xa. Họ có thể mong muốn những cái khát vọng nào đó với bạn. Khi ra chính cốc, những cái khát vọng này giống như là để bù đắp cái thực tại mà họ không thể có với bạn, họ mới tưởng tượng vậy đó. Thì chung quy tuy là thích, tuy là có tình cảm, tuy có tình ý, và vua gậy cũng là một người đang trong quá trình tìm hiểu luôn. Nhưng mà bạn thấy đó là người ta không có được nhiệt tình, nhiệt huyết hoàn toàn 100%. Giống như là cái tình cảm không phải cái yếu tố quyết định để cho một người có thể tiến đến với mình hay không, mà còn có cái yếu tố thực tế nữa. Mà ở trên đây không có cái lá tiền nào cả, không có những cái lá liên quan tới thực tế, reality ha. Mà chỉ toàn những cái lá kiếm, nghĩa là người ta cảm thấy khó khăn, khó nhằn. thậm chí còn có cái việc cần né tránh hoặc là giấu bạn. Dạo này người này có vẻ có xu hướng né bạn nhiều hơn khi ra bảy kiếm ha. Lý do tại sao né ra bay cốc thì là cái tình cảm mà họ đã mang cho bạn lúc đầu á, nó đã bị nhảy ra khỏi chiếc cốc. Bay cốc này con cá đã tuột ra khỏi chiếc cốc của họ rồi, giống như là họ cảm giác là không thể giữ cái con cá này được. Hãy tưởng tượng con cá là các bạn đi ha, họ không thể nào giữ cái người này bên cạnh mình được. Người ta cảm thấy nếu như mà người ta theo đuổi bạn, người ta sẽ bị mắc kẹt trong cái vòng lặp, hoặc là người ta sẽ cảm thấy là không biết có cách nào để có thể đưa cái mối quan hệ này ra ánh sáng hoặc là đi tiếp trên con đường tiếp theo. Nhưng mà hỏi thích hay không, câu trả lời là có. Tình cảm nhiều hay không? Nếu như tình cảm không nhiều, nó sẽ không có lên nhiều những cái lá kiếm như vậy rồi. Tại vì á, người ta thích bạn nhiều mà người ta không có đến được với bạn, người ta mới phải suy nghĩ nhiều. Nên mình thấy là người này có nhiều tình cảm với bạn nha. Nhiều tình cảm nhưng mà vì cái cảm giác của họ có thể là thấy chưa đúng, chưa ổn, khó nhằn, hoặc giữa bạn với họ đi ha. Có nhiều những cái lúc á, mà họ cảm thấy nói chuyện với bạn rất là khó trao đổi, hoặc là khó để giải quyết cái vấn đề của chính bản thân của họ, nên không thể tiến đến với bạn. Chính kiếm ở đây có nỗi sợ ha. Không biết sợ về cái gì nữa. Có thể là sợ về cái việc làm họ đang có cái người khác và bây giờ họ không thể nào dứt bỏ người khác để đến với bạn. Sợ quen bạn sẽ bị phát hiện cũng là một nỗi sợ. Thứ hai, hai người nói chuyện với nhau không hợp cũng là một nỗi sợ. Hoặc là hai người tiến đến với nhau rồi, quen nhau rồi, và họ có cái cảm nhận là nếu như mình càng quen sâu hơn, mình sẽ càng lụy tình người này mà mình không thoát ra được. Mà lỡ người này phản bội mình thì sao, cũng là một nỗi sợ nha. Chung quy có nhiều nỗi sợ lắm. Thì với cái đối tượng này thì mình cảm thấy là họ cần thêm thời gian để quyết định trong mối quan hệ này như thế nào ha. Ace kiếm, Hanged Man, có vẻ như họ đã nhìn thấy được một cái tầm nhìn nào đó trong cái mối quan hệ này rồi. Nhưng mà cái tầm nhìn này á, khiến cho họ đi ngược lại với khát vọng của mình. Nên bây giờ họ không biết là nên làm gì. Họ chỉ có thể giữ mối quan hệ này theo cái kiểu là bây giờ có cái gì thì nhận cái đó. Anh hoặc em có khả năng offer bạn cái gì thì bạn hãy nhận cái đó đi. Đừng đòi hỏi thêm về mình nữa. Tại nếu như mình có khả năng đi xa hơn thì mình đã cho bạn câu trả lời, mình đã làm rồi. Ok, giờ mình sẽ coi tình cảm của họ dành cho người thứ ba như thế nào nha. Và bạn phải chắc chắn là họ có người thứ ba nha, bằng không thì trải bài hôm nay nó sẽ vô nghĩa với bạn. Ok, đang xem bài cho các bạn tụ 1 ha. Xem coi tình cảm người mà các bạn tụ 1 đang nghĩ đến dành cho người thứ ba như thế nào. Người thứ ba là một cái đối tượng khác mà cái người đó quan tâm ngoài các bạn tụ 1 ra nha. Người mà các bạn tụ 1 đang nghĩ đến, người này dành tình cảm, cảm xúc thế nào cho người thứ ba. Bổ sung luôn dưới vô cốc. Ok. Bạn có vô cốc 2 kiếm, nữ hoàng tiền, 4 kiếm, 9 kiếm. Dưới vô cốc là 8 gậy, dưới 2 kiếm là The Moon, dưới nữ hoàng tiền 6 kiếm, dưới 4 kiếm là 3 kiếm, dưới 9 kiếm là Emperor. Người này chắc chắn có tình cảm với người thứ ba nha. Bạn khoan, khó chịu đã. Tuy là có tình cảm với người thứ ba nhưng có vẻ như có vẻ thôi nha, người đang thắng thế là bạn. Dĩ nhiên chúng ta chút nữa sẽ check bằng cái bộ cuối cùng nữa thì mới biết được rõ cái mong muốn của họ nha. Tại vì cái tình cảm của họ dành cho bạn lúc nãy á, ít ra nó còn có được một cái chính cốc ở cuối cùng là ít ra tôi còn ước nguyện được đẹp với bạn. Nhưng với cái người này và dành cho người thứ ba thì thứ nhất, họ với người thứ ba có thể là ở quá xa nhau rồi. Thứ hai là còn nhớ nhưng mà theo cái kiểu hoài niệm, hoặc là họ chọn cái cách là tôi đi theo thực tế chứ tôi không thể nào ở mãi trong một cái ảo mộng mà nó không có tương lai được. Rõ ràng họ có tình cảm nhưng mà họ là vua cốc trong cái mối quan hệ với người thứ ba, không phải là nữ hoàng cốc như với bạn ha. Nữ hoàng cốc thường sẽ nhạy cảm hơn và tình cảm hơn vua cốc là kiểm soát tình cảm. Đối với người thứ ba, họ phải kiểm soát tình cảm với cái người thứ ba này. Có thể vì cái người thứ ba này không đem lại cảm giác an toàn cho họ. Tại vì ở đây á, họ là một người cũng là một cái xu hướng nữ hoàng tiền, thì giống như là đối với họ cái sự bình yên, cái sự an toàn, những cái điều nhỏ nhặt nó rất quan trọng với họ. Có thể người này, cái người thích thiên về phân tích tỉ mỉ nhỏ nhặt nha. Và sau khi mà họ phân tích tỉ mỉ với cái người thứ ba này, họ cảm giác là trái tim của họ không đủ lớn bao dung cho người thứ ba khi ra ba kiếm. Có chuyện gì đó giữa họ và cái người đó đã rất là sai với cái mong cầu và ước vọng của người này, khiến người này mang tâm trạng của một emperor. Thì cái người này cảm thấy là mọi thứ đã ra khỏi tầm kiểm soát của mình và mình cần phải đàn ông lên, hoặc là mình cần phải ra cái quyết định dứt khoát hơn cho cái đối tượng thứ ba này. Nhưng mà chắc là chưa ra được quyết định đâu, tại ra trên thấy chính kiếm, bạn thấy còn đau lòng không? Đau lòng. Đáng lẽ cái việc này họ cần phải cho nó một cái kết thúc, thì họ chọn hai kiếm là không nhìn vào. Mối quan hệ của người này với người thứ ba, thậm chí là bạn thấy cũng ra 5 lá kiếm không? Mà 5 lá kiếm này lá nào cũng buồn bã hết. Lúc nãy nó có ra cái lá 7 kiếm với bạn, nghĩa là họ né tránh nói về cái vấn đề, có thể là nói về vấn đề giữa họ và người thứ ba, nhưng với người thứ ba thì có vẻ như họ không nói gì hết, mà họ với người thứ ba đã im lặng hoặc kết thúc hoặc ngắt kết nối. Và lý do là tại vì người này cảm thấy là không kiểm soát được cái mối quan hệ này nữa, không có tương lai cũng không có hy vọng. Dù có tình cảm họ cũng chọn cách kiểm soát và muốn quên đi, tại vì họ cảm thấy là mệt mỏi lâu quá rồi. Mà cái cảm xúc của họ với cái người thứ ba nó càng ngày càng giảm xuống. Nó có thể vẫn đau lòng nha, nhưng mà nó đã giảm xuống rồi, mà cũng trồi sụp lên xuống rất là nhiều. Chung quy là cái người này đã cố gắng quên cái người thứ ba đó rất là nhiều lần ha, nhưng mà chưa quên được và đang cố gắng trong cái trạng thái kiểm soát lý trí. Và đối với họ nha, người thứ ba này có vẻ như là không có khả thi để tiến lên bước nữa này. Nó chưa ra lá 8 cốc hoặc chưa ra lá 10 kiếm hay tower, nghĩa là họ chưa sẵn sàng 100% dứt bỏ hoặc dứt khoát hoàn toàn. Nhưng mà trong tâm của họ thì cái nỗi đau nó cũng gần đến đỉnh điểm. Thì không biết là do họ với người thứ ba có vấn đề với nhau, hay là có một cái cách nào đó suy nghĩ quá tiêu cực từ họ, khiến cho cái cách nhìn của họ với cái người thứ ba nhìn rất là buồn sâu, không có lối thoát ha. Hiện tại bây giờ mình thấy là giữa hai trải bài thì cái trải bài của họ dành cho bạn đang thắng thế chút xíu, tại vì họ có tình cảm hơn, họ có một cái niềm hy vọng, ít nhất là có niềm hy vọng cho bạn. Và tình cảm của họ dành cho bạn, lúc nãy bạn cũng thấy nhiều lá cốc hơn đúng không, thì là họ dành trên tình cảm cho bạn nhiều hơn. Còn đối với người thứ ba, họ chỉ có hai cái lá thể hiện tình cảm là vua cốc với lại the moon. Nữ hoàng tiền là nói về cái mà họ muốn nha, thì the moon là gì? Là mập mờ, là không rõ ràng, không biết bản thân muốn gì. Họ không biết bản thân cần làm gì, hay đi đến quyết định như thế nào, hay muốn gì ở người thứ ba nữa. Họ cũng không thể nào cho người thứ ba một câu trả lời luôn. Ok, mình sẽ dùng bộ cuối nha. Đang xem trải bài cho các bạn tụ một, xem coi người mà các bạn tụ một đang nghĩ đến có tình cảm, cảm xúc thế nào dành cho các bạn tụ một. Ok, fear, nỗi sợ. Họ có cái nỗi sợ đối với bạn, sợ bạn sẽ ngắt kết nối với họ, hoặc là sợ là hai người đã không biết là hai người có gặp nhau gần hay không. Nếu như mà hay gặp nhau thì họ không biết là có thể thẳng thắn nói chuyện với bạn hay không. Còn hai người nếu như đã không gặp nhau một thời gian rồi thì họ không biết là liệu cái việc đi đến với bạn có phải là cái quyết định đúng đắn hay không ha. Tiếp về tình cảm người đình cho các bạn tụ một như thế nào? Marriage. Wow, nó ra luôn lá marriage. Có vẻ như người này có xu hướng muốn bạn ha. Họ muốn bạn, họ muốn mối quan hệ này, mong rằng có thể tiến lên cái gì đó cao cả hơn. Nãy cũng thấy chính cốc rồi, là trong tâm của họ có tưởng tượng nhiều cái rồi nha, nhưng mà mình vẫn phân vân không biết cái khả năng thực hiện của người này là có hay không. Mình rút thêm lá nữa coi họ có khả năng thực hiện cái cam kết này, hoặc là cái xu hướng định hướng này với bạn không nha. Sacrifice too much, true desire to. Ok, có cảm giác nếu như mà họ đến với bạn á, họ phải chấp nhận hy sinh một cái thứ gì đó. Thì có thể là hy sinh người thứ ba, hoặc là hy sinh một cái gì mà họ rất là mong muốn, họ yêu thích để có thể được thỏa hiệp với bạn ha. Trong khi mình thấy là người này mong muốn là muốn chọn bạn rồi đó, nhưng mà không biết chắc là có nên hay không thôi. Nghĩa là người này cần phải làm việc lại với cái lòng tự tin của mình, với cái điều mà họ mong muốn. Bây giờ mình sẽ coi tình cảm của họ dành cho người thứ ba như thế nào ha. Đây là 3 lá cho bạn. Xem coi người mà các bạn tụ một đang nghĩ đến, người này thấy thế nào về cái người thứ ba, hoặc họ mong muốn gì về cái người thứ ba. Hèn chi không thể nào mà ra quyết định được, tại vì đối với họ người thứ ba cũng có tác động đến cảm xúc rất là nhiều. Khi ra the rival ha, cái lá này cho thấy á, là họ cảm thấy cái người thứ ba này có một cái ảnh hưởng mạnh đến cái quyết định của họ luôn. họ muốn đám hôn lộn kết sorry, họ muốn đám cưới và kết hôn với bạn, marriage là muốn chọn bạn tại thấy bạn là một người tốt rồi đó, cam kết được đó. Về lý trí thì nên chọn bạn và về cảm xúc cũng nên chọn bạn luôn tại cũng thích mà. Nhưng mà cái người thứ ba đó để lại một cái quá khứ mà người này cũng không thể nào move on được hoàn toàn. Đó là tại sao nó ra cái lá sacrifice là hy sinh, nghĩa là họ phải hy sinh cái người thứ ba này nè thì mới đến được với bạn. Giờ tiếp theo là gì ha? Vậy cái người mà các bạn tụ một đang nghĩ đến đang nghĩ thế nào về người thứ ba nữa? Tiếp lật luôn hai lá nữa đi ha. Bạn ba lá thì họ ba lá, vậy mình cũng ưu tiên lật cho bạn trước rồi đó. Illusion và Friends. Thì đúng rồi, đúng rồi. Mặc dù là họ bị ảnh hưởng bởi người thứ ba, nhưng mà cái người đó khiến cho họ cảm thấy mọi chuyện với họ không có khả năng phát triển, không thực tế mà là ảo mộng. Cái lá illusion này rất là phù hợp với cái lá the moon lúc nãy ha. Thì cái cảm giác của họ là không thể nào nhìn thấy được sự thật nếu họ chọn người thứ ba. Họ thậm chí có nói với bạn bè về cái vấn đề này để đưa ra lời khuyên, và có vẻ như xu hướng bạn bè của họ là khuyên họ nên chọn bạn tại bạn là một người tốt, bạn là một người mà có khả năng phát triển về lâu dài, và chính bản thân người đó cũng thích bạn thật lòng nữa. Nên với trải bài này á, mình cảm thấy là nó sẽ ra 60-40, 60% cho bên bạn và 40% cho bên người thứ ba nha. Rồi, mình xin dừng trải bài các bạn tụ 1 tại đây. Các bạn tụ 1, nếu như thấy video này đúng, đừng quên để lại một like, một subscribe để đăng ký kênh cho Ngân. Và nếu như các bạn muốn xem thêm nhiều video nữa, có thể follow Ngân trên TikTok nha. Và nếu như các bạn muốn đặt lịch xem riêng với Ngân để hỏi về sau những cái vấn đề hoặc là những cái vấn đề nhạy cảm thì có thể liên hệ Ngân qua Facebook cá nhân và qua Instagram nhé. Đừng hỏi Zalo, Ngân không xài Zalo đâu. Và fanpage cũng đừng có nhắn bên đó, tại fanpage Ngân ít check. Ít check là tại vì nó không có tiện cho Ngân mở cái fanpage ra, nhưng mà nhiều khi có những cái thông báo thì Ngân sẽ đăng lên fanpage, nghĩa là fanpage nó dễ post nhưng mà không có dễ chắc tin nhắn ha. Rồi, mình xin được hẹn các bạn tụ một trong những dịp khác. Nếu như các bạn có chủ đề nào đó muốn Ngân làm, có thể comment xuống phần bình luận, nhiều người là chủ đề đó và nó tương đối tích cực, hiện Ngân sẽ làm về chủ đề đó nha. Ok, see you guys later, goodbye. Ngân xin được đến với các bạn tụ 2 nha. Thì đầu tiên á, bình thường á, xem về chủ đề này Ngân sẽ trải song song hai bên như thế này. Nhưng mà bây giờ Ngân sẽ thay đổi cách trải. Ngân sẽ dùng một bộ riêng trải cho bạn xong hết hoàn toàn. Sau đó sẽ dùng cái bộ khác trải cho người kia hết xong hết hoàn toàn. Và cuối cùng Ngân sẽ chọn cái bộ khác mà chuyên xem về cái chủ đề ba người, để coi coi là cái đối tượng đó đưa ra quyết định như thế nào hoặc có hành động ra sao ha. Với lại Ngân cũng sẽ quy ước luôn là tất cả những cái người bạn mà đang xem với Ngân á, là thân chủ của Ngân, là cái người coi như là Ngân cần xem, và cái người còn lại không biết đến trước đến sau thì đó sẽ là người thứ ba ha. Rồi, đang xem bài cho các bạn tụ 2, xem coi người mà các bạn tụ 2 đang nghĩ đến, cái đối tượng đó có tình cảm cảm xúc như thế nào dành cho các bạn tụ 2. Bổ sung dưới nha. Oh God. Ok, các bạn có lá 2 cốc, ace kiếm, 10 tiền, vua kiếm, kỵ sĩ cốc. Dưới 2 cốc là Nữ Hoàng Tiền, dưới ace kiếm Judgment, dưới 10 tiền là The Moon, dưới vua kiếm là Hermit, dưới kỵ sĩ cốc là Tower. Oh my God. Mình có cái cảm giác là giữa bạn với họ vừa xảy ra một cái biến động nào đó khá lớn. Bạn nhìn thấy bên đây không? Và cái biến động này làm cho họ vô cùng buồn và thất vọng, coi như là không biết nói gì luôn, speechless. Wow. Có thể cái biến động đó liên quan tới việc bạn phát hiện họ có người thứ ba, hoặc là giữa hai bạn có những cái vấn đề liên quan tới giao tiếp với nhau và khiến mối quan hệ này tan đàn xẻ nghé, và bạn cạch mặt họ, họ cạch mặt bạn. Oh God. Nhưng mà họ có tình cảm không? Có nha, có tình cảm nhiều luôn ấy. Hai cốc thường là cái lá mà đậm sâu, giống như là kiểu cả hai đều cảm giác được tình cảm của nhau, mutual love ha. Và ở đây có 10 tiền, nghĩa là bạn với họ có xu hướng thân, hiểu nhau nhiều, cảm giác nghĩa là vừa yêu mà vừa thân thương luôn á. Nhưng mà nó cũng không để lại cái sự nhàm chán cho người này, khi đó lá kỵ sĩ cốc là họ vẫn mong muốn là trải nghiệm thêm về những cái quá trình lãng mạn nữa với bạn. Và dưới hai cốc có nữ hoàng tiền, nghĩa là họ thật sự thấy được là có thể đi xa được với bạn. Nữ hoàng tiền với 10 tiền đi lại là thật sự ra người này cũng đã tính đến cái chuyện là nếu kết hôn thì sẽ như thế nào luôn rồi. Dĩ nhiên nó thiếu 10 cốc ha, nó thiếu kiểu hạnh phúc forever. Thì đáng lẽ nếu như mọi chuyện đi êm xuôi thì biết đâu lá Tower này là lá 10 cốc. Nhưng rất tiếc ha, mọi chuyện nó đã đi theo cái nguồn là gạo nấu thành cơm rồi. Nên bây giờ ấy, mình cảm thấy là cái người này đang trong cái quá trình chiêm nghiệm và suy nghĩ ra vu kiếm với lại Hermit, là bạn hiểu cái mức độ tự kỷ của người này rất là cao. Người này có thể đang trong cái thời gian bế quan tu luyện, không có giao tiếp nhiều với mọi người, đang theo cái kiểu tự kỷ nữa. Nghĩa là bạn có thể thấy là sao mình nhắn tin với nó mà nó trả lời rất là kỳ cục và không có dạy dỗ với mình. Nhưng mà đó là cái cách mà họ đang đề phòng để defend chính bản thân của họ khỏi cái mối quan hệ này, hoặc là khỏi cái giây phút đang bị sốc này trong mối quan hệ với bạn ha. Ngoài ra thì mà mình nói trước nha, nhiều khi khi một cái mối quan hệ nó đổ vỡ á, bạn cảm thấy sốc không có nghĩa là người kia không cảm thấy sốc. Có thể người kia trả lời lạnh lùng với bạn nhưng không có nghĩa là tâm trạng của họ ổn nha. Nên nhiều khi có nhiều bạn nói là y như nói đến bản thân bạn, biết đâu người đó cũng cảm thấy tương tự như vậy, mà nó kiểu như là nó bị nhột. Bạn đang nghĩ là bạn thôi, chứ quên là nếu như bạn đang buồn thì người kia mình thấy cũng đang buồn đấy. Có cảm giác là cái mẫu người này là cái mẫu người mà mình thấy là suy nghĩ nhiều lắm đấy, suy nghĩ nhiều hoặc cũng có suy diễn nữa, tại nó đi theo cái cụm Judgment the Moon Hermit. Bạn thấy không, đây là cái cụm của bị tự kỷ, và vu kiếm là cái thằng mà nó chỉ tin vào những cái bằng chứng của nó, hoặc là nó tin vào cái mà nó nhận định là đúng thôi. Nên có thể cái người này nó bị bất an rất là lớn ha khi tiến đến mối quan hệ với bạn. Chung quy cái chốt lại là thích bạn, thích nhiều, nhưng mà hình như bị đổ vỡ niềm tin rồi, nên bây giờ người ta đang thu mình lại. Có thể người ta đang không giao tiếp với bạn, hoặc là từ chối việc giao tiếp lại, tại vì người ta cảm thấy không thoải mái. Khi mà bạn cảm thấy không thoải mái, bạn có muốn nhắn tin với ai không? Bạn có muốn liên hệ nói chuyện không? Không, đúng không? Thì họ cũng giống vậy thôi. Mà thực chất á, là họ rất muốn mối quan hệ này được đẹp trở lại, tại vì họ nhớ những cái khoảnh khắc được lãng mạn cùng với bạn. Nên nếu như cái người này với bạn đang có vấn đề thì mình có cảm giác là người này sẽ có xu hướng tìm một cái người khác để lấp đầy vào. Tại ở đây có kỵ sĩ cốc đúng không? Nghĩa là kỵ sĩ cốc nó sẽ đi nữa, mà đang vỡ mà thì đi đâu bây giờ? Phải đi ra chỗ khác thôi đúng không? Đi ra chỗ khác tìm người khác thôi đúng không? Thì đó, nên mình đang thấy là cái chuyện tình cảm của bạn với họ là như vậy nha. Giờ mình sẽ dùng cái bộ khác để xem coi tình cảm của họ dành cho người thứ ba như thế nào. Và bạn nên chắc chắn rằng là họ có người thứ ba thì mới nên xem cái trải bài ngày hôm nay ha, bằng không thì nó sẽ vô nghĩa mất. Ok, đang xem bài cho các bạn tụ 2. Xem coi người mà các bạn tụ 2 đang nghĩ đến á, tình cảm cảm xúc của họ dành cho cái đối tượng thứ ba, cái đối tượng mà khác người thứ hai nha. Đối tượng mà khác các bạn tụ 2 như thế nào? Đang xem bài các bạn tụ 2 xem coi tình cảm cảm xúc người mà các bạn tụ 2 đang nghĩ đến dành cho người thứ ba như thế nào. Bổ sung nha, dưới ba kiếm là gì? Với kỵ sĩ kiếm, dưới ace gậy, dưới nữ hoàng gậy, dưới Impress. Rồi, nhìn vô trải bài này, người này với người thứ ba như thế nào à? Có nào người thứ ba là bồ cũ không ta? Thật sự là mình có cái cảm giác á, là cái người này với cái người thứ ba đó đó nha, là có một cái lịch sử tình trường không đẹp, đau lòng là đằng khác, và cũng phát triển giữa chừng và dừng lại hay sao á. Còn nếu như bây giờ mà hai người này vẫn đang kết nối nói chuyện với nhau nha, thì là mới dạo gần đây tình hình nó mới được cải thiện lại thôi, chứ cái lần cuối mà hai người này tiếp xúc với nhau thì chuyện nó không đẹp. Có thể chia tay hoặc là cãi lộn, gây tổn thương với nhau bằng những lời nói suy nghĩ mà nó rất là sát thương cao vậy nhé. Và cái lúc đó người đó đã vì suy nghĩ cho bản thân mình mà để mối quan hệ này lại phía sau. Và bây giờ có thể là dạo gần đây hai người này mới nói chuyện lại khi ra ace gậy và 3 tiền ha. Chung quy á, người này có thích người thứ ba không? Câu trả lời là có. Nhưng mà họ không có nghĩ đến chuyện cam kết với người thứ ba. Đối với cái người thứ ba đó, họ là một nữ hoàng gậy, thì chung quy là họ nhìn nữ hoàng gậy nhìn impress, đúng không? Nghĩa là cảm thấy ok, cái cô gái này phù hợp cho cái vị trí mà mình có thể đi xa được, đang cân nhắc ha. Còn nếu như cái người này là cái người mới hoàn toàn mà họ chưa bao giờ, nghĩa là đây không phải người cũ của họ nha, thì ban đầu 3 kiếm kỵ sĩ kiếm có thể là nói về cái tâm trạng của họ đối với bạn, như là họ đang trong tâm trạng buồn trong mối quan hệ với bạn, cái tình cờ gặp đối tượng này nha. Có 2 cách giải nha. Thì nếu như mà dù sao đi nữa thì cái này là một cái vấn đề buồn của họ, có thể là buồn liên quan tới cái đối tượng thứ ba này, hoặc buồn liên quan tới bạn, và họ tình cờ tìm thấy người thứ ba. Thì sau khi mà họ tìm thấy người thứ ba, hoặc là họ quay lại nói chuyện với người thứ ba bên này á, thì mình có cảm giác là họ vui, họ phấn khởi trở lại. Họ cảm thấy cái người thứ ba này hình như, một là đã thay đổi so với quá khứ, 2 là cái người thứ ba này đem đến cho họ cái cảm giác có một cái tia hy vọng trở lại trong tình yêu. Mình có thể đi với người này, mà mình nghĩ là cái người này phù hợp cho cái vị trí là bạn gái tiếp theo, bạn trai tiếp theo. Người này sẽ quan tâm, sẽ yêu thương mình nếu mình chọn họ. Chung là bắt đầu có cái xu hướng hy vọng cho người thứ ba. Họ mất hy vọng với bạn và bắt đầu có hy vọng với người thứ ba nha. Mình phân tích vậy rất rõ ràng ha. Và họ là nữ hoàng gậy thì chưa nghĩ đến cam kết đâu, nhưng mà ở dưới nữ hoàng gậy thì có ace tiền, nghĩa là nữ hoàng gậy với vua gậy luôn nha, là thường nói về cái cảm giác là muốn tìm hiểu một ai đó, nhưng mà dựa vào tính cách của vua gậy là cái kiểu trầm hơn, tính toán theo kiểu là nhìn bức tranh xa rộng. Còn nữ hoàng gậy là nhiều khi đi theo cảm tính của mình, thì cái cảm tính của người này đang đánh giá là cái người thứ ba có xu hướng có thể đi đến tiếp theo được, nhưng mà để có thể cam kết được hay không thì người này đang cân nhắc từ từ và đang tìm hiểu từ từ nha. Nếu ra vua cốc thì cái tình cảm người này dành cho cái người thứ ba vẫn còn rất là giữ lại á, chưa có thật sự bộc bạch hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi thấy người thứ ba là impress á, thì cũng cân nhắc, gọi là người thứ ba cũng tương đối là không phải vừa đó. Rồi chung quy chốt lại thì mình có cảm giác là người ta vẫn thích bạn nhiều, nhưng mà vì bên bạn nó đã mất hy vọng hoặc là nó đã rất là fail rồi, nên bây giờ họ có xu hướng đẩy những cái hy vọng đó sang người thứ ba để mong chờ coi mình có thể move on được hay không đó. Giờ mình sẽ dùng cái bộ khác để xem coi quyết định của họ như thế nào ha. Đang xem bài với các bạn tụ 2 xem coi người mà các bạn tụ 2 đang nghĩ đến, tình cảm của họ dành cho các bạn tụ 2 như thế nào. Ok. Tình cảm của người mà các bạn tụ 2 đang nghĩ đến dành cho người thứ ba như thế nào? 3 lá. Dầu, thiệt tình. Nhìn thấy bài người này hà, chán nha. Nói sao ta, dành cho bạn là 3 lá trên, dành cho người thứ ba là 3 lá dưới, thì có vẻ bạn với họ lâu rồi không gặp nhau hả, hoặc là sau cái vụ đó mất kết nối, đúng không? Thì là họ muốn được gặp lại bạn, union. Nhưng mà cái trái tim của họ thì có vẻ như đã hơn phân nửa dành cho người thứ ba loại tệ ở dưới có lá crush và ở trên có lá convenience over heart, nghĩa là chọn giống như là cái trái tim của họ đã phân nửa hoặc hơn phân nửa thuộc về người khác rồi, nên họ không biết là nên làm như thế nào, có nên tiếp cận lại với bạn hay không, hay là nên chọn người mới luôn. Trong khi với cái người mới á, thì họ coi người mới là một cái plan B, là một cái mối quan hệ để họ nếu như mà không quên được cái người kia á, thì chạy đến với cái người thứ ba này, đến khi nào mà quên được bạn thì thôi, còn nếu như mà vẫn không quên được thì bay qua bay lại giữa hai người. Chung quy cái xu hướng của họ là chọn ai có cái cảm giác mà đem lại cho họ cái sự thoải mái thì họ sẽ chọn, nghĩa là họ không thật lòng, không nói chữ không thật lòng cũng không đúng, nghĩa là họ không hoàn toàn đặt hết tình cảm cho bên phía bạn hoặc bên phía người kia. Họ ra cái lá crush với người kia là ừ đó, thích thật sự đó, tim thật sự đập nhanh khi thấy người kia đó, nhưng mà chỉ coi người kia là plan B thôi, và họ còn đang suy nghĩ là có nên cho người kia cái mối quan hệ chính thức hay không, hay là theo cái kiểu là take advantage, nghĩa là lợi dụng á, love on money á, là lợi dụng á, nghĩa là lợi dụng cái người kia để chữa lành tình cảm cho mình, hoặc thực sự là bên cạnh người kia mình sẽ được nhờ vả người đó một số thứ, hay là vừa có tình cảm mà vừa có thể tiện lợi trong cái vấn đề nó luôn. Nên cái ý của họ dành cho cái người thứ ba cũng chưa được thực sự là tốt lắm. Bạn nhớ lúc nãy cái trải bài của người thứ ba nó có cái lá ba tiền không? Thì có thể cái người này với cái người thứ ba có làm việc chung cái gì đó, nên có thể là liên quan tới vấn đề làm ăn, công việc chung, nên nó tiện á mà, nó tiện á. Còn không, trong khi với bạn thì nhớ bạn muốn quay về với bạn, nhưng mà cũng đồng thời đã dành tình cảm một phần cho người thứ ba rồi, nên họ không biết có nên chọn lại bạn không hay là qua người thứ ba. Chung quy cái người này chưa quyết định được ai với ai. Mình sẽ nói là người này 50% cho bạn và 50% cho người kia nha. What a trash, right? Ok, mình cảm thấy là mọi chuyện nó cũng rõ ràng rồi đó. Nghĩa là cái cách của họ nhìn về hai mối quan hệ là mối quan hệ nào nó có lợi cho mình thì mình chọn. Một bên á, thì có lợi có thể là về mặt tâm lý, là tại vì họ cảm thấy thân thương với bạn hơn, họ cảm thấy tình cảm của họ còn với bạn, nhưng mà đồng thời là bị mất cái niềm tin với bạn, nên không chấp nhận 100% cái việc quay về liền. Nhưng mà khi mà tiến cái người kia thì tuy là thích người kia nhưng mà cái cảm xúc lại chưa đầy như bạn, nó chỉ là cái crush thôi, và người ta vẫn coi cái người kia là không quan trọng bằng bạn. Bạn hiểu ý mình mà đúng không? Thì đó, thì chung quy là cái người này là chưa thật sự thật lòng với ai, họ có vẻ chọn yêu bản thân của họ hơn và sẽ chọn cái người nào đó mà có thể sánh vai được cùng với mình, hoặc là đem lại cho mình những cái cảm giác mà mình muốn nha. Rồi, mình xin dừng trả bài các bạn tuổi 2 tại đây. Các bạn tuổi 2 thấy video này đúng, đừng quên để lại một like, một subscribe, đăng ký kênh của Ngân nha. Và nếu như các bạn muốn xem thêm các video nữa, có thể follow Ngân trên TikTok. Nếu như mà các bạn muốn đặt lịch xem riêng để xem về những cái vấn đề sâu của bản thân mình, hoặc là những cái vấn đề nhạy cảm như thế này á, thì các bạn có thể liên hệ Ngân qua Facebook cá nhân và Instagram. Đừng liên hệ fanpage, và cũng Ngân cũng không có Zalo đâu nha. Rồi, ok, và nếu như mà các bạn có chủ đề nào đó muốn làm, có thể comment xuống phần bình luận. Nhiều người like chủ đề đó thì Ngân sẽ làm về chủ đề đó nha. Ok, see you guys later, goodbye. Ngân xin được đến với lại các bạn tụ 3 nha. Bình thường á, là xem về chủ đề ba người thì Ngân sẽ xem hai bên như thế này đúng không, nhưng mà hôm nay Ngân sẽ đổi cách xem chút xíu để cho năng lượng được tập trung rõ ràng hơn. Thì Ngân sẽ dùng bộ này xem cho các bạn và đặt câu hỏi rõ ràng về cái người đó dành tình cảm như thế nào cho các bạn, rồi sau đó Ngân mới xem đến tình cảm người đó dành cho các bạn người thứ ba như thế nào, và cuối cùng là giờ chọn cái bộ cuối cùng á, để coi coi quyết định của họ và ý định của họ ra sao cho hai người nha. Và mình cũng quy ước luôn là các bạn đang xem video là người mà Ngân xem trực tiếp, nghĩa là cái người mà thân chủ của Ngân, còn cái người còn lại không biết là đến trước đến sau hay chính thức thì người đó đều là người thứ ba nha. Rồi, ra xem bài cho các bạn tụ 3, xem coi tình cảm người mà các bạn tụ 3 đang nghĩ đến dành cho các bạn tụ 3 như thế nào. Bổ sung ok, các bạn có lá 2 cốc, 4 kiếm 7 gậy, 4 tiền, 5 kiếm. Dưới hai cốc là 2 gậy, dưới 4 kiếm là 9 kiếm. 9 tiền, bay kiếm và Hierophant. Thật ra nhìn vô trải bài này á, thì mình có cảm giác là họ có tình cảm với bạn đấy, nhưng mà có lẽ mối quan hệ của hai người nó khiến cho họ mất đi cái sự tập trung cho bản thân, không được thoải mái, không được tự do tự tại như cách họ muốn nữa. Có thể là họ đã phải dành thời gian quá nhiều cho cái việc làm hại lòng bạn, hoặc là khi quen với bạn á, họ cảm thấy bị bất an hơn rất là nhiều, một trong hai nghĩa đó. Nên ban đầu với cái nghĩ là hai cốc hai gậy là họ đã định chia sẻ thế giới của họ cho bạn, định để cho bạn là cái người tiến đến tiếp theo. Hai cốc là ra mutual love, là họ biết bạn thích họ, họ cũng thích bạn. Ban đầu là định như vậy rồi đó. Nhưng mà vì những cái chiến tranh giữa hai người xảy ra không ngừng, hoặc là vì khi mà quen bạn họ cảm nhận ra là họ phải có quá nhiều việc để làm, từ chiều chuộng, dẫn đi chơi, hoặc là làm bao cát cho bạn đánh thí dụ ha, một số những cái mà từng những cái đó, hoặc là lâu rồi không nhắn tin cũng bị bạn réo, thì chung quy là tất cả những cái đó sẽ là một cái cây gậy mà họ cần phải đánh lại, thì làm cho họ thấy mệt thôi. Tuy nó chưa ra 10 gậy, nó chưa ra cái kiểu mệt, nhưng mà họ cảm thấy là bị mất cái quyền riêng tư, xâm phạm quyền riêng tư, hoặc là cảm thấy là mất cái sự tự do tự tại của mình, vì cứ phải luôn chiều chuộng hoặc là cung cấp theo dịch vụ của bạn, hoặc sẽ luôn phải giải thích cho bạn ABCZD cái lý do lý trấu tại sao kiểu vậy, thì có vẻ là mệt nha. Thì họ cảm giác là không nên tiến xa hơn nữa, tại tiến xa hơn nữa thì mình sẽ không chịu đựng nổi, hoặc mình sẽ rất là mệt nếu như thật sự cam kết. Nên với cái trải bài này thì mình thấy là mặc dù là thích, nhưng mà cái sự thích nó chỉ có một thôi, và những cái khó khăn còn lại nó tới 9 lận. Nên đó có thể là lý do tại sao mà họ cảm thấy rút lui hoặc thối lui với bạn, hoặc là khó để đi tiếp trên con đường này với bạn nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu coi tình cảm người ta dành cho người thứ ba như thế nào. Đang xem bài cho các bạn tụ ba, xem coi tình cảm người mà các bạn tụ ba đang nghĩ đến dành cho người thứ ba như thế nào ha. Người thứ ba này là cái người khác các bạn tụ ba ha, một cái người khác luôn ấy. Và bạn nên chắc chắn rằng là người này thật sự có người thứ ba thì mới nên coi trải bài này nha. Tình cảm người mà các bạn tụ ba đang nghĩ đến dành cho cái người thứ ba, người còn lại ra sao? Bổ sung. Cái người thứ ba có thể là người làm việc chung, hoặc là gần với họ, tiếp xúc nhiều. Chắc vậy, tại mình thấy ra 3 tiền với 8 tiền chắc là làm việc chung chăng. Nếu như mà nói người này có tình cảm thế nào với người thứ ba thì mình thấy là có cái sự nể trọng, nhưng mà họ chưa biết cái nể trọng này là thích hay crush hay idol. Tại 7 cốc mà đâu biết mình muốn gì đâu, chưa rõ tình cảm của mình. The Moon dằn bạc nữa, ít ra họ cũng biết rõ tình cảm của họ dành cho bạn, là họ biết họ thích bạn, nhưng mà với người thứ ba thì họ không sure lắm. Họ chỉ thấy là người thứ ba là impress thì ok, mình nể người này, thấy người này tốt nè, thấy người này thân thiện nè, thấy mình gần người này là mình cảm thấy năng lượng an toàn, yên bình nè, muốn thân hơn nữa nè, có thể muốn tìm hiểu nữa nè. Nhưng mà sau đó thì có thể là họ cảm nhận rằng cái công việc của họ cũng bận rộn nhiều á, và họ còn đang trong cái mối quan hệ mập mờ hoặc là chính thức gì đó với bạn đó, nên thấy được rằng nếu như để chọn cái người thứ ba này thì cũng chưa có đúng lúc, not the right time. Nên với người thứ ba mình thấy họ chọn 4 kiếm với 6 kiếm thì chắc dạo gần đây họ cũng ít nói chuyện với người thứ ba hơn rồi đó, hoặc là họ để cái mối quan hệ này giải quyết sau. Có cảm giác là họ đang trong cái trạng thái rất là mệt mỏi và không muốn giải quyết với bên nào hoặc là chọn bên nào thực sự hết. Bạn thấy cái trải bài của họ dành cho người thứ ba này nó cũng kiểu như là lên xuống, mà hình như là nó xuống rồi, nó bắt đầu đi ngang nhiều hơn á, cũng không có thấy cái hứa hẹn nào với người thứ ba cả. Mà cái bây giờ họ tập trung là về tiền bạc, công danh, sự nghiệp hoặc cái gì đó. 8 tiền với 3 tiền ha, rất là bận bịu luôn. Họ cũng cảm thấy nếu như mà chọn người thứ ba là bẫy gậy, nghĩa là đối với người thứ ba để chọn cái người này cũng không phải dễ. Nghĩa là thứ nhất là họ cần phải đánh lại mối quan hệ với bạn nè, thứ hai là còn phải ba rê tứ phía gì đó nữa. Nên đây cũng là một cái mối quan hệ cần phải đầu tư nhiều nhiệt huyết vào thì mới có được, và họ cũng không có khả năng ha. Fail thế. Giờ mình sẽ dùng bộ cuối xem sao. Đang xem bài các bạn tụ ba, xem coi người mà các bạn tụ ba đang nghĩ đến, người này có tình cảm cảm xúc gì với các bạn tụ ba vậy? À, vậy thì cái người mà các bạn tụ ba đang nghĩ đến á, người này có tình cảm cảm xúc thế nào với cái người thứ ba kia? Đúng là không chọn bên nào hết, chán thiệt. À, với bạn á, ở đây nó ra secret meeting, vậy là nhiều khi là muốn gặp bạn thì họ phải lén lút hả? Lạ ha. Tại ở đây có rất là nhiều bạn coi, mình không biết bạn nào đang thật sự trong mối quan hệ chính thức, hoặc bạn nào thì đang mập mờ, hoặc là kiểu mối quan hệ còn lại ha. Nhưng mà đối với cái bạn á, cái cách mà họ thích bạn á, thì là họ có kể cho bạn bè nghe về bạn, và họ cũng không mong chờ cái việc là họ thích bạn nữa, mà không ngờ là bị dính chưởng rồi, bị thích thật sự rồi. Nên họ có cảm giác mỗi lần gặp bạn là phải kiểu lén lút ha, hoặc là kiểu phải giấu cái người còn lại chăng. Thì chung quy là có một cái gì đó không rõ ràng giữa họ và bạn, hoặc là họ không cảm thấy là không biết nên đối diện với nào với bạn. Còn nếu secret meeting này á, mà không phải dành cho bạn á, thì là họ có cảm giác là mặc dù bạn với họ vẫn chưa nói rõ ràng với nhau về việc này, nhưng mà họ đang cố gắng giấu bạn về cái việc họ thích người khác ha. Nên bạn coi trường hợp của mình như thế nào và đặt vô cái lá này nha. Họ chỉ cảm thấy là họ không biết chắc là có nên quen tiếp bạn, hoặc là nên tiến hành về cái việc thích bạn tiếp theo hay không. Tại ở đây nó ra unexpected, và họ có kể về bạn bè của họ nghe về cái tình huống này. Mình sẽ rút một lá nữa thêm cho bạn ha, coi coi là người này có tình cảm cảm xúc gì với các bạn tụ ba vậy. Một lá nữa coi. The my list, người này đang sử dụng lý trí trong mối quan hệ này với bạn. Thì đó, chung quy là sâu chuỗi lại á, cái cách mà họ nhìn về mối quan hệ với bạn á, là một cái sự kiện mà họ không mong đợi. Nghĩa là lúc đầu có thể là chỉ tán tỉnh thôi, nhưng mà cuối cùng lại thích thiệt, lại thương thiệt. Và từ đó trở đi là họ không biết nên làm như thế nào, nên đi theo tình cảm hay nên đi theo lý trí. Còn cái lá này á, nếu như lá này là bạn á, thì là mỗi lần gặp bạn thì bạn biết rồi đó, họ gặp bạn hai người đều phải lén lút, hoặc là nhiều khi bạn muốn có sự bất ngờ cho họ thì họ giận lên là tại vì họ còn có người khác ngoài bạn nữa. Còn nếu như cái lá secret meeting này là mà không phải của bạn, bạn lúc nào cũng gặp họ quang minh chính đại á, và bạn biết bạn là người kiểu the main chick á, not the side chick, thì là cái lá này là họ đang giấu bạn để đi với người khác nha. Còn với cái người kia á, thì là họ không biết nên chủ động gì với người kia hết. Họ ra cái lá stalemate, nghĩa là họ dừng cái quá trình cưa cẩm, hoặc là họ dần cái hứa hẹn với người thứ ba lại. Tại vì họ cảm giác là cái người thứ ba cũng không có một cái tương lai nào với họ, và họ cũng không biết là họ thật sự thương người thứ ba không, hay là họ chỉ crush nhẹ, hoặc là họ chỉ nể người thứ ba vậy thôi. Và giữa họ với người thứ ba lâu lâu có gặp mặt, nhưng mà gặp mặt theo cái kiểu là đi xa hoặc là làm việc chung với nhau mới gặp mặt thôi. Một lá nữa đi. Và cuối cùng là ra lá manipulator. Có cái cảm giác là họ với cái người thứ ba này đang chơi một cái trò đấu trí với nhau, hoặc là họ cảm thấy là họ không thể nào để cho người thứ ba thao túng mình được. Không biết là người thứ ba có cái cách mối quan hệ như thế nào với người này, nhưng mà người này có cái vibe như là emperor vậy đó, là họ muốn gồng lại với cái người thứ ba chứ không có muốn thuận theo ý người thứ ba, hoặc là không muốn hoàn toàn hài lòng người thứ ba. Thì với cái trải bài như thế này thì mình cảm thấy là họ không muốn chọn ai hết á, họ không muốn chọn bạn mà cũng không muốn chọn người thứ ba luôn. Cái cảm giác của họ là cả hai người đều có cái gì đó không ổn, hoặc năng lượng của họ không thể nào 100% thoải mái khi ở với bạn hoặc ở với người thứ ba ha. Cái trường hợp này thì mỗi bên mình đều cảm thấy là không có bên nào thực sự ghi điểm trong lòng người này ha. Hoặc là cái người này là cái người có vấn đề, người ta quá khó tánh, hoặc là người ta có một cái nhận định nào đó sai lầm trong tình cảm, khiến cho họ cảm thấy là rắc rối. Mình chỉ có thể giải được tính đây thôi nha, tại cái ca này thật sự lạ nhất trong ba tụ luôn á. Nếu như các bạn muốn xem riêng với Ngân để hỏi sâu về cái vấn đề này, có thể book lịch với Ngân qua Facebook và Instagram nha. Và nếu như các bạn có chủ đề nào đó muốn Ngân làm, có thể comment xuống phần bình luận nhiều người like chủ đề đó thì Ngân sẽ làm chủ đề đó nha. Nếu như các bạn thấy video này đúng, đừng quên để lại một like, subscribe cho Ngân nha. Ok, see you guys later, goodbye.